Lực Hà Thủy xong giờ chạy về bến neo đậu anh em. Động cơ 1000 mã lực. Thầy ở Bình Định họ vô cái bộ chụp qua thời gian này. Cái đường này nó khít riêng giống như cái đường chỉ vậy á. Không có sự nhỡm hay là hở ra, bởi vì mình quay rất nhiều tàu cá ở cái khu vực này mà theo thời gian á. Hở khoảng tầm nửa phân hoặc cả phân nha anh em. Xin chào quý anh em, mình đang đứng bên cạnh tàu cá của anh Lực ở Phú Yên. Bữa nay ngày tốt, tàu cá của anh Lực Hà Thủy mình quay cho quý anh em mình xem cảnh tàu cá của anh Lực đang đưa ra khỏi dàn sàn và chuẩn bị hạ thủy. Số niêm rô của ghe Lực là Phú Yên 95576, năm mới năm 2021. Kính chúc cho tàu cá của anh làm ăn hoàn toàn thắng lợi. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết toàn cảnh hạ thủy tàu cá của anh Lực cho quý anh em mình xem. Tàu cá của anh Lực là dài tầm 23m, rộng tầm 7m. Được đóng theo mẫu tàu cá của lưới quay đi mở Bình Định nha anh em. Sơn màu sơn đẹp quá, cả sơn hòa và sơn thân tàu đều rất là đẹp ha. Mình đứng xa xa tí xíu để quay lấy được cái nét, cái độ phả của tàu cá lưới quay đêm của anh Lực cho quý anh em mình xem. Ghe mở rất là căng ha. Mình lấy đứng cái góc này để thấy anh em thấy nè. Cái bụng ghe nè, vừa ra tới cây đà ba là bắt đầu mở căng dài cho tới ra tới cái bụng lái luôn. Ở sau lái nó có cái bụng của lái. Một số anh em để ý là rất là nhiều tàu cá họ ra tới khoảng cái gần tới con dìm nước đây là nó hớt mãi ghê lắm, còn mấy chiếc tàu cá mà nó đóng trần hông á là ra tới phía sau gót lái này nó vẫn còn bụng à. Đấy. Mẫu tàu cá được đóng theo tàu cá của Bình Định, Quy Nhơn, xưởng tàu của anh Vinh. Này, xin chào quý anh em, mình quay quý anh em mình xem động cơ 1000 mã lực của tàu cá anh Lực Phú Yên. Cái máy nó cao ngang đầu mình luôn anh em, cái turbo thì nó cao hơn. Cỗ máy giang me 1000 mã lực được lắp trên tàu cá của anh Lực Phú Yên. Tàu cá được trang bị một trái tim quá hoành tráng luôn. Mình quay lại chỗ cái phần công suất máy anh em xem nè. 6 RI 736 kW nhân cho 1.36 là nó thành 1000 mã lực trắng luôn. Đây bơ. Thấy máy to quá không biết bắt đầu từ cái chi tiết nào. Mình quay cho anh em xem cái bình nước ngọt của cái máy giang me 1000 mã lực nè. Nó ra cái đầu co 80. Dễ sợ không? Đây mình quay lại cái chỉ số đây. Đường ống 80 ra nước mặn cho anh em xem. Cái máy này nó to hơn cái máy 830 mã lực của cái 6 AI mà mình từng quay mấy con tàu dự án đập thùng cho anh em xem rất là nhiều. Lên 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 l
Nhìn nó chèo lái chú có thấy. Bên kia là mình thấy hình như anh là còn trang bị một máy chì điện cua. Nghe nhiều mà đấy chú có thơ. Cái này hình như là 360 hay sao á. Nhìn nhiều mà đấy chú. Ý là sai không? Ờ sai cho nó nhiều mà đấy chú. Cái turbo của nó anh em, nó như cái cành nước. Dỡ chờ cái turbo. Vậy đó. Này, turbo là cần trầm lại. Lại chút, lại chút. Lại chút. Cái bô là so của máy nè. Cái đường ống bô rồi nó ra nó to hơn cái dòng 6 hơi đập hình rất là nhiều. Dễ sợ máy quá. Ở dưới này nó còn trang bị thêm một ổ khóa nữa nè. Đờ máy ở dưới này cũng được ha. Hệ thống dàn dầu nó lại lắp phía bên trái của máy, bên phải của máy chứ quên. Nhìn cổ máy như nè. Sau này anh chị hộp số 5 tua 1. Hộp số Zider 400. Hộp số Zider 400A. Đây là anh Mười. Anh Mười quản lý tàu cá. Mình quay phía bên trong cabin của tàu cá anh Lực cho quý anh em mình xem. Đây tàu cá của anh Lực đóng theo mẫu tàu cá của Bình Định ha. Dài tầm 23m, rộng tầm 7m nha anh em. Đây trong cabin rất là thịnh soạn luôn. Ốp gỗ hết toàn bộ. Mình đang đứng trên tàu cá của anh Lực và đứng tại cái góc cảo. Góc cảo quay về phía trước mũi cho anh em xem. Mình chọn nhiều cái góc độ để cho anh em xem video, anh em dễ lột tả và hình dung ở trong nội dung trong video ha. Nhìn cũng khá là xa xăm. Tàu cá của anh Lực là đóng ở Bình Định về, rộng tầm 7m ha. Đây mình tới tại cái dây mũi và kiểm chứng một vài điều cho anh em thấy. Ở dây bồng mũi rất là rộng rãi ha, trang bị hai súng phen nè, bắt trụ rời hết. Đấy. Đây tụ cảo của tàu cá anh Lực, mặt tầm 55-60 vuông. Một vài chi tiết về bổ chụp cho anh em xem. Họ vô cái bổ chụp thờ thầy ở Bình Định, họ vô cái bổ chụp qua thời gian này. Cái đường này nó khít riêng giống như cái đường chỉ vậy á, không có hờ sự nhỡm hay là hở ra, bởi vì mình quay rất nhiều tàu cá ở cái khu vực này mà theo thời gian á, hở khoảng tầm nửa phân hoặc cả phân nha anh em. Những cái đường này nó khít riêng luôn, chứng tỏ gì anh em, cây dán tốt và họ vô họ cầm cái thớ nó không có giật được đó. Cái điều này nó đơn giản mà mình nói ở trong video là bởi vì sao anh em biết không? Mình quay rất là nhiều tàu cá ở cái khu vực đó là nó giật ra hết. Đây, mẫu thẻ nghề truyền thống của anh em Bình Định là thẻ nghề nằm. À, ở những cái chi tiết cái nghề này nè. Mình quay trước kia là mình quay tàu cá của anh Châu, một số anh em vô bình luận là sao hỏi là thả cái nghề nó ngắn quá. Thì ở tàu cá của làm cái nghề lưới quay đêm á, thì ở cái khu vực dàn dai đây nè, thì anh em lên phen, cho nên là họ thả cái nghề nó sẽ ngắn, nó gọn lại, để khu vực này là khu vực cho anh em lên phen nó dễ dàng. Đấy, một số anh em làm dài nhưng mà gì họ cũng cắt cục bớt hết mũi tàu nè, quá đẹp, quá hoành tráng. Đây mình quay một vài cái góc quay nhìn ra phía sau cho anh em xem, nhìn ra sau cảo, sau lái nó rất là xa xăm. Đấy, rất đẹp ha. Mình quay cảnh tàu cá của anh Lực đang hạ thủy cho quý anh em mình xem. Mặt tàu quá đẹp ha. Mình mới trang bị một cái máy quay mới và quay tàu cá của anh Lực đầu tiên luôn. Quá trong, quá đẹp luôn.
Mặt tàu nhìn căng đét dễ sợ ha. Theo dõi tàu cá của anh Lực Hà Thủy và nghe tiếng gầm rú của động cơ 6GE1000 mã lực nha anh em. Tàu quá đẹp anh xin. Quá đẹp, ghê quá bự. Đây mình quay toàn cảnh của bến tàu Hồng Thi quý anh em mình xem. Ở đây còn có tàu nhựa composite và một số tàu của ghe gia đình anh Hiệp. Hôm nào mà anh Hà Thủy là mình quay luôn cho anh em mình xem nha. Năm nay mình tập trung quay về cái đề tài Hà Thủy của cái đoàn lưới quay đêm của Phú Lạc, Phú Yên. Để muốn chúc cho quý anh em mình sang năm 2021 làm ăn thắng lợi. Thế mình đi lại gần và tả một vài cái chi tiết cho anh em xem nè. Anh em thấy là cái mặt tàu này, cái mặt tàu anh mở nè, nó chồm tới muốn ngang xỏ luôn. Dễ sợ chưa? Đấy. Mặt mở căng, cái dai nó chồm tới ngang cái xỏ luôn. Đấy, toàn bộ hông tàu và mơ lường của tàu cho anh em mình xem. Anh em nhìn những cái thước phim tổng quát sẽ thấy tàu cá của anh Lực nó có nhiều nét nó hao hao giống tàu cá của Tèo Hậu ha. Đi ra sau và quay hông tàu cho quý anh em mình xem. Chuẩn bị hạ thủy rồi, chân nước nằm ở dưới kia. Đấy, mình đứng nghe cái góc này cho anh em mình thấy cái mé tàu nè. Mé tàu nó chồm tới ngang xỏ luôn, mở căng đét. Rất đẹp, quá xuất sắc. Tàu đang hạ thủy tại ụ kéo tàu Hồng Thi nha anh em. Ụ kéo tàu lớn nhất của tỉnh Phú Yên. Tranh thủ đi đây sau trước khi tàu hạ thủy để quay cái phần đuôi lái của tàu cho quý anh em mình xem cùng với chân vịt của động cơ 6GE1000 mã lực. Đây mình lấy cái góc quay ở sau lái. Tranh thủ thời gian nó vừa chợp tối mình quay cho anh em xem. Nếu mà Hà Thủy tối tí xíu nữa là chắc có lẽ là quay cái thước phim nó không có đủ đẹp cho anh em xem cái video xuất sắc được. Vừa quay vừa đi bộ hồi hộp mà thở ở trong video luôn. Đây, chuẩn bị chớn nước đi dòng sông nè. Dòng sông cũng khá là hẹp ha, ghe nhỏ neo đậu ở bên ngoài quá nhiều luôn cho nên anh em xuống hạ thủy cũng chật chội. Quay lại tàu cá của Lực đang hạ thủy cho quý anh em mình xem. Đi lại về phía trước để quay mặt tàu.
mặt tàu nhìn rẻ quá. Dần hạ thủy ấy ở cái động tác nè, ở cái thước phim này là anh em thấy cái mặt trăng và bóng mờ của tàu này, quá đẹp luôn. Anh em thấy cái hông tàu mà ở phần chướng nước đó, với cái bụng tàu ở phía dưới đó. Nhìn cái bụng tàu ốm ăn đó. Quá đẹp. Tàu cá của anh Lực dài 23 mét nha anh em, tầm 23 mét. Mới mua máy quay mới mười mấy triệu là quay tàu anh Lực đầu tiên phục vụ luôn. Hôm bữa tàu cá của mình cũng chưa kịp nhận máy quay, trang bị máy quay mới liên tục để phục vụ những cái thước phim sắc nét cho anh em mình xem. Bây giờ là tầm gần 6 giờ rồi nhưng mà quay nhìn rất là rõ ha. Tàu đã tiếp giáp nước lần lần đi ra đằng sau để quay cảnh động cơ 6GA 1000 mã lực của dòng máy Giang Me cho anh em. Tiền thả bạc xuống thả tiền thả bạc xuống cho các bác, chuẩn bị nghe tiếng gầm rú của động cơ 6GA 1000 mã lực anh em ơi, hấp dẫn quá. Chờ từ trưa tới giờ mới quay được tàu cá của anh. Mấy con tàu xuất sắc quá, mình không biết bình luận gì nhiều hơn trong video, ngoài gửi những cái lời khen đến với chủ tàu. Ok, tàu đã hạ thủy rồi nha anh em, chuẩn bị nghe tiếng động cơ 6GA 1000 mã lực tàu hạ thủy. Mình xin gửi lời chúc đến anh Lực mùa giải năm 2021 làm ăn hoàn toàn thắng lợi. Thank you.
nhìn quá to quá dữ. Dài 23m và rộng tầm 7m nha anh em. Trời chập tối rồi, quay xong video này là tối luôn, thôi tôi thích luôn đó. Anh em thấy là cái ghe mà mới hạ thủy á, lúc nào cái phía bên bên lái á, gọi là phía bên trái ha, nó cũng nổi hơn, bởi vì mấy thợ đóng ghe mà đóng cho cái dòng ghe lưới rút lúc nào họ cũng phải cái phía bên lái cho nó mạnh hơn nữa, bởi vì anh em chở lưới là chở có một bên à, cho nên là nó sẽ tạo cái độ nghiêng cho phía bên kia, cho nên là lúc nào họ mở cái mặt phía bên bên lái lúc nào nó cũng phải là nổi hơn cái mặt phía bên bên đốc hết. Quá đẹp ha, xuống nhìn cứng cáp vững vàng. Ok anh em, nghe tiếng gầm rú của động cơ 6GE 1000 mã lực của tàu cá của anh Lực đã khởi động rồi nha anh em. Rất là nhiều anh em hồi hộp và chờ đợi giây phút của tàu cá anh Lực hạ thủy, cho nên là mình bỏ cả một ngày nữa canh quay tàu cá của anh để phục vụ cho anh em khán giả mình xem. Đấy, góc này anh em nhìn toàn thân tàu ha, nhìn toàn thân và nhìn cái độ khỏe của cái con tàu lúc nó ở trên ù là một cái cách nhìn khác, và hạ thủy là nó sẽ có một cách nhìn khác nha anh em. Động cơ 6GA 1000 mã lực đang gầm rú của Hot Boy Phú Lạc. Quá đẹp rồi. Ok, Lực hạ thủy xong, giờ chạy về bến neo đậu anh em.